năm thói quen khiến sự lo âu trở nên tồi tệ hơn. Nếu bạn muốn giữ cân bằng và ngăn chặn sự lo âu của mình, hãy xây dựng một cuộc sống lành mạnh với giấc ngủ chất lượng và những thói quen tốt. Lo âu là một cảm xúc hoặc phản ứng tâm lý xảy ra khi xuất hiện những tình huống mang tính đe dọa hoặc áp đảo. Mặc dù đây là một phản ứng tự nhiên, nhưng nếu kéo dài trong một thời gian dài thì có thể sẽ phát triển thành chứng rối loạn lo âu. Do đó, để tránh mọi việc có thể tồi tệ hơn, Điều quan trọng là bạn cần phải biết những thói quen hoặc hành vi làm trầm trọng thêm sự lo âu. Lo âu thường liên quan đến các sự kiện hàng ngày, ví dụ như căng thẳng trong công việc, có thành viên trong gia đình bị ốm hoặc đối mặt với những thay đổi lớn. Do đó, bạn nên quan tâm đến mức độ lo âu hàng ngày, chú ý đến những chi tiết nhỏ trong cuộc sống. Các yếu tố gây nên sự lo âu, như đã nói, lo âu thường liên quan đến các sự kiện hoặc khía cạnh của cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, nó có thể trở thành chứng rối loạn hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố những yếu tố này phần lớn có liên quan đến môi trường và thói quen của chúng ta. Một số người phát triển chứng rối loạn lo âu vì họ có khuynh hướng sinh học lớn hơn đối với các loại tình trạng này. Điều này có thể do sự hiện diện của các chứng rối loạn khác hoặc do họ đã trải qua một sự kiện đau buồn. Ở những người khác, lo âu có thể liên quan đến các yếu tố như tích tụ căng thẳng trong thời gian dài, sử dụng chất kích thích, đau khổ hoặc phát bệnh, các sự kiện gây căng thẳng như chia ly hoặc di cư. Năm thói quen khiến sự lo âu trở nên trầm trọng. Có rất nhiều yếu tố hàng ngày ảnh hưởng đến cảm xúc của bạn mà đôi khi bạn không nhận ra. Lo âu là một trong những cảm xúc bị ảnh hưởng và có thể trở nên tồi tệ hơn nếu bạn không quan tâm đến môi trường của mình. Tin tốt là những yếu tố này có thể được kiểm soát. Do đó, nếu bạn cần giảm bớt lo âu thì hãy từ bỏ những thói quen này. 1. Thiếu ngủ. Giấc ngủ là phần quan trọng nhất trong thời gian nghỉ ngơi của bạn và nó đóng một vai trò thực sự quan trọng trong việc kiểm soát căng thẳng thiếu ngủ có thể khiến bạn tìm kiếm thêm căng thẳng để tỉnh táo. Điều này khiến cơ thể bạn phản ứng như thể đang ở trong một tình huống nguy hiểm, giải phóng nhiều co ti dồ hơn, tăng nhịp tim và tạo ra trạng thái tỉnh táo. Trạng thái tỉnh táo này làm tăng cảm giác lo âu, sợ hãi và bồn chồn. Nó khiến tình trạng lo âu trở nên trầm trọng hơn, đặc biệt là nếu thiếu ngủ trong một khoảng thời gian dài. 2. Chế độ ăn uống thiếu lành mạnh Chế độ ăn uống của bạn cũng ảnh hưởng đến bạn theo nhiều cách khác nhau. Các bằng chứng khoa học cho rằng chế độ ăn uống không cân bằng hoặc không đầy đủ có thể tăng nguy cơ lo âu. Một nguyên nhân trong số đó là do ăn uống thiếu chất dẫn đến lượng đường trong máu giảm khiến các triệu chứng lo âu xuất hiện. Ngoài ra, có những chất dinh dưỡng cụ thể liên quan đến lo âu, vì vậy sự thiếu hụt có thể làm tình trạng trở nên tồi tệ hơn. Ví dụ như canxi, omega 3, maze và vitamin B là những chất dinh dưỡng giúp cơ thể bạn chống lại được sự lo âu. Ngày 3, dành quá nhiều thời gian ở nhà. Mối liên hệ giữa việc không ra khỏi nhà và sự lo âu đã được chứng minh bằng trải nghiệm của đại dịch COVID-19. Trên thực tế, khi bạn ở nhà trong một thời gian dài mà không bận rộn, nỗi sợ hãi và lo âu của bạn sẽ tăng lên. Hơn nữa, tình trạng này còn tồi tệ hơn khi bạn ở một mình và khi bạn không thực hiện bất kỳ hoạt động thể chất nào. Tuy nhiên, chỉ 10 phút tập thể dục hàng ngày có thể giảm tới 25% nguy cơ phát triển chứng lo âu. Do đó, điều quan trọng là duy trì liên lạc với mọi người, ra ngoài và giao lưu, đồng thời giữ cho tâm trí của bạn được kích thích và cơ thể bạn được hoạt động. 4. Vô tổ chức. Việc thiếu tổ chức và kỷ luật có thể làm gia tăng sự lo âu. Ngoài ra, việc không sắp xếp thời gian và thậm chí cả tâm trí của bạn cũng có thể ảnh hưởng đến các mối quan hệ cá nhân, khiến bạn quên các chi tiết hoặc cuộc hẹn quan trọng. Nếu danh sách nhiệm vụ hoặc mục tiêu của bạn lộn xộn, điều đó dẫn đến sự trì hoãn, bỏ cuộc. 5. Lạm dụng chất kích thích tiêu thụ quá nhiều caffeine hoặc rượu hay nước tăng lực làm trầm trọng thêm sự lo âu của bạn. Những chất kích thích này hoạt động bằng cách nâng cao mức độ tỉnh táo và tăng nhịp tim của bạn. Hơn nữa, nếu bạn đã mắc chứng rối loạn lo âu, lạm dụng chất kích thích có thể tăng nguy cơ khiến bạn lên cơn hoảng loạn. Đặc biệt, nếu tiêu thụ rượu quá nhiều, nó làm tăng mức độ serotonin và GABA, một chất dẫn truyền thần kinh có tác dụng thư giãn. Tiêu thụ rượu khiến bạn có thể cảm thấy thoải mái và vui vẻ, nhưng sau khi tác dụng ngắn hạn mất đi, cơ thể của bạn sẽ chuyển sang chế độ chiến đấu hoặc bỏ chạy, bởi vì nó cảm thấy thiếu trạng thái dễ chịu trước đó đã trải qua. Kết, nếu bạn muốn giữ cân bằng và ngăn chặn sự lo âu của mình, hãy xây dựng một cuộc sống lành mạnh với giấc ngủ chất lượng và những thói quen tốt. Bạn có thể nghĩ ra một danh sách các hoạt động cần làm mỗi ngày và sắp xếp thứ tự ưu tiên cho các nhiệm vụ của bạn, gặp gỡ bạn bè, đi dạo trong thiên nhiên hoặc tắm biển trên hết nếu bạn cảm thấy không thể kiểm soát được sự lo âu của mình hãy tìm kiếm sự giúp đỡ của một chuyên gia tâm lý